Vui lắm hả? Biết gì không? Thì chắc đi chơi hả? Tao phải đi tắm rồi. Đi tắm! Nhanh! Bước vô! Đi vô! Nay tao đi tắm này quá trời dơ, quỷ! Mắt! Trời ơi, có cái bờm đó kìa! Cái gì đây? Nước miếng tùm lum tùm la hết, dơ hèm! Lông lá kìa. Mày ở nhà với mày đi ruộng hả? Mày đi làm ruộng hay gì mà mày dơ như vậy? Thử. Đây. Bây giờ mày chải lông đi đó chứ. Được rồi, bớt ruộng. Bớt bài lao đi. Trời. Không, không. Thúi quá mẹ ơi. Thank you.
mẹ cũng dơ mà. Mẹ chỉ có lông thôi, chứ không có cái gì hết á. Da bột xương. Chị nghĩ các bạn đây là con chó xuất sắc. Chà nội. Tốt, và mình sẽ cho nó uống nhiều nước, luôn có nước sạch để cho nó uống. Không quá anh ơi, anh
đây thì mình xin một giới thiệu anh bạn hiện tại đã được 1 tuổi và anh đang tìm bạn gái nha mọi người. Anh bạn nhìn là body đó, body ức yếm rồi chân cẳng rất là bự. Mà giao lưu free thôi, không biết tiền không gì hết. Anh bạn nói gì đi, nói gì đi, anh cười lên đây. Nhớ nha, mã số mình nhận của anh là 0909. Rồi mọi người có gì đó hoặc là muốn giao lưu với anh bạn thì có thể liên hệ và comment ở dưới video này nha. Rất cảm ơn mọi người đã dành thời gian để theo dõi video anh bạn sống. Bây giờ tới lượt mình sống. Gặp lại mọi người và hẹn mọi người trong video tiếp theo. Bye bye.